Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hôm nay thì phải gọi là một cái ngày mà rất là buồn chán, bởi vì là lúc nào cũng phải học online, không được đến trường gặp bạn bè, rất là buồn. Cho nên chính vì sự điều đó cũng như là cái tháng 2 thì mình đã mình sẽ lấy cái số tiền tiết kiệm của nhiều năm Tết vừa qua đầu tư vào việc học cũng như là đầu tư về việc máy tính của tôi. Thì đợt trước là sẽ là máy tính cây này là ở chỗ kia, bây giờ chuyển sang chỗ này. Các bạn muốn xem cây như nào? Và nhìn đây, tên đèn. Đây là chính là bộ máy tính của tôi. Cũng như là của chung. Đó. Thì rồi sơ qua. Cái này gọi là cũng vừa kiểu emo và lại quay reaction các video hài hước ở kênh tôi. Đấy. Cho nên là vừa vào học vừa giải trí nữa. Cho nên là đầu tư này là gọi là trung bình luôn. Cái này tổng số này có thể là 104. Các bạn nào có thể dừng video và đếm cho tôi 104. Này là mình mới mua. Đây. Thật ra là vẫn chưa tìm hiểu hết đâu. Nhưng mà hầu như gọi là kín kín thôi, gọi là cũng khá khá đấy. Đẹp chưa? Mà ống này rất là phê. Này, các bạn nhìn này. Giờ để tôi vào này đã. Thì bấm nó mới phê. Phê. Ok. Đó. Ôi trời ơi. Bây giờ là gọi là cái điều bất ngờ. Đó chính là gọi là cái gì nhỉ? Người ta gọi là đèn, thay đổi đèn. Lúc đầu mới mua về cứ tưởng ấn vào đây là nó là sẽ là kiểu thay đổi đèn cơ, nhưng mà không, nhưng mà tìm mò ra là ấn FN. Ấn này, ấn 1 là nó sẽ thay đổi này. Đây nha, thay đổi nha. F1, 2, nó sẽ thay đổi. Nhanh một chút. 3. Không phải tắt đi đâu, mà các bạn nhìn này. Ấn đến đâu là sẽ là như thế này. Này. Đó. Ui. Ê.
một màu, hai màu, ba màu, bốn màu, năm màu. Ok, tổng cộng là nhiêu đây thôi. Đó, thế là bây giờ sẽ là F1. Ok, thì chuột này nó không có gì đặc biệt lắm. Không, chỉ là như này thôi. Ok, bây giờ chúng tôi sẽ gọi là nghi thức mang tên là tắt đèn để review. Từ từ. Tên cái ghế của tôi đang ngồi. Chưa tắt đèn nha các bạn nha, sorry. Thế tôi đang ngồi Chimmer Lamborghini ấy. Ghế này là được thiết kế từ không phải là từ con Lamborghini. Đợi tôi tí. Phải thiết kế từ con Lamborghini mà gọi là kiểu da thật đấy. Này Lamborghini đen vàng rất đẹp. Cái này thì 360 độ, rất đẹp. Bạn nào không thích tựa này thì bỏ ra, nhưng mà tôi thích. Thật ra bỏ vẫn bỏ được. Đây, không chỉ là một cái bình thường mà. Thôi, không bỏ được. Đây nha. Ok, và bây giờ sẽ là tắt đèn. Ôi, thấy chưa? Đây là chính là bộ bàn phím khi đã cần tắt đèn. Bên này nó là tối. Điểm. Huy ơi, đeo tai nghe. Tiếp theo là chính là bạn tai nghe. Tai nghe này nó cũng chỉ là một cái tai nghe bình thường thôi. Nó thì khác cái mic rồi, nó cũng là đèn LED. 7 màu nhấp nháy luôn. Bật đèn LED lên. Alo. Đây. Ồ, là là. Rất đẹp. Đó. Thật là tuyệt vời. Bởi vì là tiền ngày Tết là đã đầu tư từ cái này, từ bàn phím đến cái này. Cái đèn. Cái kệ này. Và cái ghế nữa. Cho nên là thực ra số tiền trung bình rồi. Ok, không phải quá nhiều. Và video của tôi đến đây là kết thúc. Các bạn nào muốn xem nhớ ấn vào cái chuông để có thể xem được video mới nhất. Và cũng sắp đến giờ học của tôi rồi. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và học chăm chỉ vào nha. Bye bye.